Em là Mai Mai Vàng, ngày hôm nay em chia sẻ cho anh em chủ đề là cắt nước để mà bón phân làm nốt như thế nào. Cái việc mà tưới nước nhiều hay ít á, nó ảnh hưởng đến cái việc làm nốt của cái cây mai mình như thế nào. Và một số cái lưu ý mà khi anh em mình làm nốt theo cái bài phân của bên em hoặc là theo cái bài phân của anh em khác. Tại vì thực tế ở hiện giờ đó thì ở trên YouTube, trên TikTok và trên Facebook á, thì rất là nhiều cái bài phân làm bông làm nốt cái dịp Tết anh em. Thì em chia sẻ lại cái kinh nghiệm của em cho anh em trong cái thực tế của bài phân bên em, lý do tại sao em làm như vậy. Nếu mà anh em thấy em chia sẻ phù hợp với mình thì anh em đăng ký kênh ủng hộ em cảm ơn em rất là nhiều. Phương pháp mà cắt nước để làm phân thì nói thì nó nghe phức tạp, nó khó, nhưng mà thực sự rất là đơn giản anh em ơi. Ví dụ như cái lịch của mình tưới ngày hôm nay là 6 giờ sáng mình tưới nước bình thường, thì qua 6 giờ sáng ngày hôm sau mình không có tưới nước mà thay vào đó thì mình pha phân NPK hoặc là DEP hoặc là phân khác đó, rồi mình tưới vô cây mai. Đó là cái biện pháp cắt nước làm phân để mình làm nốt. Còn đối với cái xiết nước á, thì nghe nó nặng nề hơn, thì có nghĩa là thay vì 24 tiếng đồng hồ mình tưới phân thì mình sẽ tăng thời gian lên, có thể là 6 giờ sáng ngày hôm nay mình tưới nước thì qua đến 6 giờ chiều ngày hôm sau thì mình mới tưới phân, thì đó gọi là cái biện pháp xiết nước bón phân để mà mình làm nốt. Nước và xiết nước thì nó theo cái nguyên tắc đơn giản lên đây, em nói đơn giản cho anh em mình tham khảo nha. Ví dụ như cây mai của mình nó mỗi ngày nó hút chỉ được 1 lít nước thôi, và nếu mà mình vừa tưới nước mà mình vừa tưới phân á thì cây mai có thể là nó chỉ hút 50% nước và 50% phân. Thay vì vậy á, thì mình không có tưới nước mà mình chỉ tưới phân không, thì cây mai nó đảm bảo nó hút 100%, đó là lượng phân, và nó giúp cho cái cây mai của mình hấp thụ phân nhiều nhanh hơn và nó đạt cái hiệu quả cao hơn. Nãy giờ em chia sẻ cho anh em một phần là lý thuyết, một phần là theo cái chế độ tưới nước của bên em. Nhưng mà khi anh em mình áp dụng vô cái thực tế cái cây của mình á, thì mình cũng cân nhắc là theo cái thực tế của cây và theo cái lịch tưới của mình. Ví dụ như ở bên em á, thì sáng ngày hôm nay tưới rồi, sáng ngày hôm sau nó khô rồi. Nói chung là lịch tưới là tưới hàng ngày anh em, 24 tiếng tưới một lần đó. Còn đối với một số trường hợp anh em mình trồng cái cây ở nhà đó, có thể là do là cái kích thước chậu nó bự hơn nè, hoặc là cái sâu lồng hơn, hoặc là có thể là cái chất trồng của anh em mình á nó ngậm nước lâu hơn cái chất trồng của em, có thể là anh em mình 2 ngày hoặc là 3 ngày mới tưới một lần. Mà anh em áp dụng rập khuôn cái lịch tưới của em á thì nó sẽ không đúng anh em. Nó sẽ tùy thuộc theo cái lịch tưới của anh em. Ví dụ như anh em mình ở nhà cây mai của mình á, 3 ngày mình mới tưới một lần, thì mình ngày hôm nay là mình tưới nước, thì 3 ngày sau thì mình mới tưới phân nha anh em. Cho anh em mình áp dụng rập khuôn mà 24 giờ của em á, thì nó lại không có chính xác và không có mang lại cái hiệu quả cao. Đặc biệt đối với cái trường hợp mà xiết nước, có nghĩa là mình bỏ khoảng chừng nửa ngày hoặc là một ngày mình không tưới luôn, thay vì là ngày hôm nay mình tưới nước nè, qua ngày hôm sau mình tưới phân, thì mình bỏ thêm một ngày nữa hoặc là hai ngày nữa mình mới tưới phân á, cái đó gọi là xiết nước anh em. Cái trường hợp xiết nước thì em chia sẻ cho anh em là mình nghe mình tham khảo thôi, tại vì theo em thấy á, là cái việc mà xiết nước á, thì nó đòi hỏi cái kỹ thuật cao, cái kinh nghiệm cao, và cái làm trong đó nó sẽ có rủi ro nha nè. Cái cây nó dễ bị sốc phân lắm, tại vì cái cây của mình khi đó là cái chất trồng nó rất là khô nè, rất là khô, và mình tưới phân vô thì nó sẽ đạt cái hiệu quả trong vòng 24 giờ luôn, nhưng mà rất là dễ xảy ra cái tình trạng dư phân dư thuốc, và nó sẽ có biểu hiện trên lá, nó mang lại cái tác dụng phụ. Và cái phần xiết nước á, là em chỉ chia sẻ cho anh em mình tham khảo thôi, em không có khuyên anh em sử dụng. 1-2 năm nữa, 2-3 năm nữa anh em mình có kinh nghiệm rồi, có những cái cây già mùa rồi, thì anh em mình nên áp dụng cái xiết nước. Còn bây giờ thì mình cứ cắt nước mình tưới như cái phương án đầu tiên của em, thay vì mình tưới nước là mình tưới phân, thì như vậy nó mang hiệu quả và nó không có rủi ro nha anh em. Ngày này thì em chỉ chia sẻ cho anh em cái quan điểm của em về cái việc mà canh nước cho cái cây mai nó ảnh hưởng đến cái việc làm nốt như thế nào. Thì ở phần đầu tiên và cũng trong cái nhiều cái video trước của em á, thì em có chia sẻ với anh em nào muốn mà chơi cái dòng mai mà nằm trên chậu á, đặc biệt là dòng mai ghép, thì anh em mình nên tìm hiểu thật là kỹ về cái việc mà mình canh nước tưới cho cây mai sao cho chuẩn, cái cây mai nó không bị dư nước và thiếu nước nha nè. Còn nếu mà anh em mình chơi mai mà mình chơi mai nằm trên chậu á mà mình không có canh nước á, thì anh em mình nuôi cái cây mai rất là khó sống. Mà nếu mà trong cái giai đoạn tháng 7, tháng 8, tháng 9 này nè, mà anh em mình canh nước không có chuẩn, mình tưới nước ngập ngừng, tưới ngày nghỉ rồi bỏ rồi, mình tưới không có đều đặn đó,
làm cho cái cây mai dư nước hoặc là cái cây mai thiếu nước á, thì cái về cái cây mai mình rối loạn và nó nở lụp bụp hoặc nó không có lên nút thì nó xảy ra rất là nhiều. Thì do đó thì anh em mình nên để ý cái phần tưới nước trong bất kỳ hình cảnh nào, nuôi phôi, nuôi cây mới ghép và nuôi cây già mùa đều nên lưu ý về cái phần mà tưới nước cho thật là chuẩn nha anh em. Mà cái nước tưới nó ảnh hưởng đến cái việc làm nút cho cây mai như thế nào á, thì cái việc siết nước anh em, có nghĩa là thay vì 24 ngày mình tưới một lần đi thì có thể là 48 tiếng, 2 ngày, 3 ngày mình mới tưới một lần á, là cái cây nó bị khô cái chất trồng. Mình siết mình không có cung cấp nước cho cái cây mai đạt á, thì em chắc chắn 100% với anh em là cái cây mai mình nó ngừng chạy đọt nha anh em. Cái cây mai mình nó ngừng chạy đọt và cái lá mình nó sẽ chuyển già nhanh hơn so với bình thường. Và trong cái trường hợp anh em mình tưới nước nhiều hoặc là trong cái trường hợp mà mưa nhiều như trong cái giai đoạn mà tháng 7 này đó, thì cái cây mai mình bắn tuột rất là dữ. Như thế này nè anh em, thì khi mà anh em mình tưới mà nó phập phiều hoặc là anh em mình để nó khô và anh em mới tưới, nó rất là dễ xảy ra cái trường hợp ngợp nước. Khô rải quá mình tưới vô nó bị ngợp và cái ở trên nó sẽ có những cái biểu hiện trên lá. Thì thành ra trong cái mùa tháng 7, tháng 8, tháng 9 này nè, anh em mình nên canh nước cho cái cây thật là chuẩn. Một số anh em hỏi là bây giờ cái cây mai nó nằm ở ngoài mưa thì làm sao mà canh nước bây giờ, thì cái đó là do mình cái kinh nghiệm của mình thôi anh em ơi. Ví dụ như trong trường hợp cái cây này đi, cái cây mai mình này, cây này cây đang làm nút mà trong trường hợp mưa nhiều quá thì anh em mình ở nhà mình chơi mình có thể mình bao luôn, bao lại dưới mặt, dưới cái mặt chậu nè, không có cho nó mưa vô. Anh em mình ở nhà đó có một vài cây thì làm cái việc đó rất là đơn giản anh em. Còn bên vườn thì giờ số lượng vài trăm cây này đâu có thể nào mà mình làm bao bọc cái cây được như vậy. Hồi số ở đây em nói là cái việc mà mình chùm cái mặt chậu lại nè, nghe nó vô lý tại đâu có nhà vườn nào làm đâu. Thì không phải là bên nhà vườn không muốn làm mà không có khả năng làm anh em. Cũng giống như cái việc mà bên em thì ít khi nào mà chia sẻ mà bỏ từng cái phân vô cái thùng bê rồi quậy rồi tưới bằng cái gào. Ví dụ như cây mai này tưới 3 lít đó, lấy cái gào tưới 3 lít vô cái cây mai này được. Tại vì cái số lượng của bên em rất là nhiều anh em. Cái khu này là một khu thôi, còn hai khu nữa là khoảng 200 cây đó. Anh em mình tưởng tượng là cái việc mà mình lấy cái pha một cái thùng bê rồi mà lấy cái thùng bê nhỏ này nè, mình tưới cho từng gốc á, nếu mà tưới phân theo cái kiểu đó là chắc khoảng một ngày mới một lần mới được anh em. Một người làm thì một khoảng gần một ngày mới xong được. Thành ra rất là khó để mà mình làm theo cái kiểu là chi tiết như anh em ở nhà. Ở bên em á thì thường á là tưới phân bằng cái này nè anh em. Cái này thì hồi năm trước thì em có quay cũng mấy lần cho anh em xem á, tưới phân xịt thuốc đều qua cái bồn như thế này. Và cái việc mà xịt thuốc của bên em á thì em cũng ít khi quay cho anh em, cái lý do là bên em xịt khuya không anh em. Thì bên em á là ở thành phố Hồ Chí Minh mà xung quanh thì cũng nhà cửa rất là nhiều, đâu có thể nào mà xịt vào khoảng sáng hoặc là chiều tối đó thì nó ảnh hưởng đến người xung quanh đó, ra chỉ xịt vào khoảng khuya thôi. Và do đó cũng rất là ít khi mà quay lượt cho anh em. Cái đó là cái việc làm bên vườn. Còn nếu như anh em mình ở nhà, mình có thời gian, mình có ít cây, thì cái việc mình tưới nước nè, mình nên canh nước thật là chuẩn. Cái việc mình tưới phân thì mình cũng tưới theo cái thật là chuẩn. Và nếu mà có điều kiện mà anh em mà sợ cái trời mưa nó ảnh hưởng đến cái việc mà cái cây nó bị dư nước á, thì mình cứ việc mình chùm cái gốc lại thôi, mình không có cho cái nước mưa nó vô gốc luôn, hoàn toàn bình thường nha anh em. Ví dụ anh em mình làm ở nhà thì việc đó hoàn toàn bình thường và rất là khả thi. Tiếp theo là em chia sẻ cho anh em một số cái khác biệt của bên vườn bên em và một số vườn anh em khác có chia sẻ trên YouTube và TikTok. Thì có rất là nhiều anh em hỏi em là cái cách làm của bên em sao mà đi phân nó không có dày, rồi không có sử dụng phân bón lá nhiều, rồi đi hữu cơ nhiều hơn là phân vô cơ. Tại vì có một số cái lý do sau nha anh em. Cái lý do đầu tiên thì anh em mình nếu mà theo dõi cái kênh của em lâu á, hoặc là có qua vườn bên em biết á, là bên em làm đồ bonsai là chính. Nói bonsai thì nghe có vẻ cao sang nhưng mà thực tế là đơn giản, hiểu đơn giản là vô kẽm rất là nhiều nha anh em. Cái mật độ vô kẽm bên em rất là nhiều, vô ngay từ sau khi ghép là khoảng chừng một gian tay là đã có vô kẽm rồi. Tính lúc và khi mà cái cây thành phẩm mà vô rất là nhiều nước, một năm một cái mai thành phẩm có khi là vô 3 nước kẽm, và có khi là một năm một cái cây là cắt đôn 2 lần luôn nha anh em. Tại vì cái đặc thù của vườn bên em là như vậy. Cái thứ hai là cái đặc thù của vườn bên em là cho thuê là chính nha anh em. Tại vì bên vườn bên em ở thành phố Hồ Chí Minh là cái đặc thù hồi xưa đến bây giờ là cho thuê là chính.
thì thành ra bên em đi hữu cơ là chính, nó mất tiền hơn nhưng mà cái cây nó bền hơn. Thì cái này là cái quan điểm cá nhân thôi, có một số quan điểm là trồng chậu thì không có nên đi hữu cơ nhiều, tại vì nấm rồi một số vấn đề đó. Nhưng mà bên em thì lựa chọn là đi đường phân hữu cơ, theo em thì cái đó nó bền hơn. Và bên em thì đa số là cho thuê, thì cho thuê thì anh em biết rồi đó, Tết cho thuê rồi đem về qua năm sau cũng là của mình, thì thành ra làm cái cây mai tương đối là kỹ, rất là ít khi mà sử dụng những cái biện pháp mà gọi là hơi cực đoan, ví dụ như là xiết nước mà ban này hồi nãy em có chia sẻ với anh em á. Đó là lý do cái sự khác biệt một chút ít của em so với những anh em nhà vườn khác về cái việc mà làm bông làm nút. Tuy nhiên nếu mà anh em nào mà chơi mai mà tầm 2-3 năm đổ lên đó, thì anh em cũng biết là bên em thì cũng dựa trên một số cái nguyên lý và tất cả các anh em nhà vườn khác chia sẻ trên YouTube, trên TikTok và trên Facebook và những cái người chia sẻ có tâm á, đa số thì cũng nguyên lý như nhau thôi anh em. Nhưng mà về cái cách bón phân thì có thể thay đổi chút đỉnh thôi. Cái kiểu như là có một số anh em thì sử dụng siêu lân 10-60-10, rồi có một số anh em thì sử dụng super lân, thì nó cũng trên nguyên lý là bổ sung cái lượng lân cho cái cây mai nhiều hơn vào cái dịp tháng 7 này thôi. Và cái cách chia sẻ của em thì em lúc nào cũng hướng với anh em những cái kiến thức cơ bản, anh em mà hiểu được cái kiến thức cơ bản, cái cách làm cơ bản á, thì anh em mà nghe cái bài phân của em hoặc là của tất cả các anh em khác thì anh em mình sẽ hiểu áp dụng vô cái cây mai của mình ở nhà được hay không. Và thậm chí là anh em mình hiểu rồi đó thì mình qua 1-2 năm á, thì mình có thể dễ dàng mình đi theo cái bài phân của riêng mình luôn, không có cần phải theo dõi hàng năm như hiện giờ. Em cảm ơn anh em và chúc anh em mình chơi mai vui vẻ và đạt được thành công về bông nút vào năm 2024.